chào mừng kỷ niệm 47 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 năm 2022. Chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 SEA Games 2022 tại Việt Nam. Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2022. Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Non sông liền một giải, niềm tin chiến thắng lần thứ 34 năm 2022, HTV Tôn Đồng Hả. Tranh tài 23 chặng, vượt qua 8 con đèo cao với tổng lộ trình hơn 2.300 km. Cuộc đua được bắt đầu từ thành phố Hạ Long, Quảng Ninh và sẽ về đích tại hội trường thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh đúng ngày 30 tháng 4 lịch sử. Mời quý khán giả đón xem và cùng cổ vũ cho các tay đua. Kiwin S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm.